Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình thay combo xe quay RS này các bạn. Xe này thì combo này có thay rồi, là cổ này cũng là co inox các bạn. Xe thay cũng lâu rồi, nó cũng hư nha. Giờ mình thay lại cũng co inox nha. Nhưng mà co inox này loại co inox dày à, thấy không? Nó dày cui luôn á. Còn co inox của nó mỏng các bạn. Hình như mình đỡ con này là con này có uống các bạn. Con này là máy chỗ cơ khí á, nó mua cúc inox về nó uống, nó làm cái co đó các bạn. Rồi bây giờ mình tháo ra mình thay ha. Rồi các bạn xem thấy hay thì các bạn cho mình một like nha các bạn. Và các bạn đăng ký kênh. Các bạn đừng quên nút chuông ha. Các bạn bấm chuông để khi mình ra video mới là các bạn nhận được thông báo liền, miễn phí hết luôn ha các bạn. Rồi, đồng làm nha. Hàng nó gãy các bạn. Giờ thay khúc khác, cắt tới đây. Bạn thấy không? Hai co bạn thấy khác xa không? Con này dày cui ha, con này cũng khác ha. Con này là con này cũng thay rồi nè các bạn. À, giờ mình cắt chỗ này nè ha, giờ mình cắt bớt cái này mình bỏ ha. Nhớ bỏ cái phèn vô ha, quên là cắt ra. Co thì con nào nó cũng phải dư các bạn. Đó mình cắt. Mình canh ngay là mình cắt. Cái thằng rim là các bạn cắt dễ ha, còn cái thằng mấy thằng quay thợ ớt nè. Rồi cắt lại quay á là phải cắt là phải chính xác 100% ha, chứ cắt địch là nó cắt nó hụt quá là khó hàn lắm ha các bạn. Cắt là phải chính xác ha. Hàn thì cái này coi nóc nên phải hàn que nóc các bạn. Đó que này que sắt nè. Que sắt nó màu hơi đục đục ha, màu trắng đục đục. Còn que nóc thì nó màu hơi màu gạch tôm ha. Rồi sau khi mình trên đây là mình hàn nhá vài cái cho dính rồi mình mới đem xuống mình hàn các bạn. Đem xuống hàn nó mới liền hết nè. Chứ không có để ở trên hàn được hết nha các bạn. Rồi, bây giờ mình hàn liền xong hết rồi, mình bắt vô ha. Bắt vô mình làm xong các bạn. Xong rồi mình thay cho nó miếng ròn ha. Miếng ròn đồng hồ. Thôi, phần video của mình thay cái cổ thay cái cổ mô xe quay ở dít là vậy rồi thằng ơi. Xe các bạn thì thay lâu ngày quá có hư thì các bạn ra mấy tiệm mà có hàng như mình rồi các bạn thay con khác ha. Thay coi nóc thì xài nó bền hơn ha, có sắt thì xài nó sẽ lẹ hơn. Thôi mình chào tạm biệt bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Các bạn xem thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Và bấm chuông luôn để khi mình ra video mới các bạn được nhận thông báo miễn phí các bạn. Rồi chào tạm biệt.